bộ chế xe 3 bánh tải trọng 5 đến 700 kg. Bánh 400-12 các bạn nhé. Lốp mới về. Vành này là vành bên mình là hàng nhập các bạn nhé. Đây, cái vành hàng nhập thì cái đặc biệt của nó ấy là nó dập những cái gờ tăng cứng như này này. Còn cái vành lội của Việt Nam ấy thì nó làm phẳng. Đây, thì các bạn cũng biết cái nguyên lý rồi đấy, cái vành nó làm cái gờ tăng cứng lồi lõm ấy thì bao giờ nó cứng và khỏe hơn cái vành phẳng rất là nhiều. Mặc dù là vành phẳng thì có thể dày hơn ấy, nhưng mà độ cứng vững và cái chất thép ấy, chất sơn ấy, thì có thể nó sẽ không bằng được. Thì cái này các bạn nào đóng xe rồi hoặc là những khách hàng chưa sử dụng qua thì có thể tin tưởng bên em, còn những khách hàng đóng xe rồi thì đều biết. Đấy, những cái dòng vành như này này thì nó cũng như kiểu cái vung song nhà các bạn ấy thôi. Cái vung nó dập vũng ấy thì bao giờ nó cứng hơn là cái vung phẳng. Cái vung phẳng thì nó không thể bằng được. Đấy. Còn cầu trục bên em thì vẫn cứ là cái loại bọc chăn nỉ như này. Và cân nặng thì mình cứ đảm bảo là loại nặng nhất trên thị trường hiện nay. Bởi vì là tăm bua dày, ống dày, ống cầu dày, tăng bua dày. Đấy, nó sẽ cân nặng và nó cứng vững, nó độ tốt hơn rất là nhiều so với cái hàng loại 2, loại 3. Thì anh em nào mua hàng bên mình thì đều biết rồi về cái chất lượng rồi. Nhíp thì có hai loại, loại 6 lá và loại 5 lá này, đua phanh này, số phụ này, đèn hậu này. Đèn hậu thì có hai loại. Đấy, loại led dài 30 này và loại led dài 20 này, thì các bạn lấy loại nào cũng được. Tay phanh này. Số lùi đây, số lùi hàng nhà mình dập hẳn tên thương hiệu nhà mình luôn này. Đấy. Đây. Có phụ kiện đầy đủ các bạn nhé. Phụ kiện số nhíp các thứ đầy đủ. Thì cái video này thì làm sơ sơ vậy thôi, để cho các bạn xem một số cái chất lượng của sản phẩm. Báo hàng đã về để cho các bạn chờ hàng. Cái loại lốp 400-12 này thì chờ lâu thì bây giờ đã có hàng rồi.